Tôi là Trần Thị Nương, năm nay tôi 61 tuổi. Số điện thoại của tôi là 0869 603 611. Hiện tôi đang sống tại tiểu khu nhà nghỉ thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thế thì tôi bị tiểu đường là tôi không biết. Đến khi nó đã biến chứng là chân phồng rát, mắt mờ, lúc bây giờ tôi đi ra bệnh viện khám thì tôi đo đường huyết là 20,48. Thế bác sĩ kết luận cho tôi là tiểu đường type 2. Thế tôi uống thuốc của bệnh viện về thì nó cũng chỉ có giảm phần nào. Lúc thì 11, lúc thì 9, lúc thì 7,5, nó không ổn định. Mà người thì cứ mệt mỏi, máu mỡ thì bác sĩ bảo cao. Nên là hôm tôi mới đọc cái trên mạng mới thấy cái sản phẩm hạ khang đường này. Thế tôi mới đăng ký 3 liệu trình về tôi uống. Thì tôi uống một loại thứ nhất thì thấy nó giảm xuống là 6,7, rồi xuống 5,6. Tôi uống sang loại thứ hai thì tôi thấy người nó khỏe mạnh hơn trước và mắt nó tinh hơn. Thì tôi đi thử tiểu đường thì chỉ có 5,4 thôi. Đấy, có hôm thì nó 5 phẩy. Thế là tôi uống có một viên thuốc bệnh viện. Đến khi bây giờ tôi uống hết 3 liệu trình này thì tôi thấy người khỏe, mắt tinh ra, nó không mệt nhọc như trước. Kết hợp cùng với mình tập thể dục và ăn uống có điều độ. Thế hai nữa là khi trước khi tối mà ăn cơm ấy, thì tôi ăn vừa phải, tôi cũng không ăn no, vừa phải. Thì tôi đi bộ một tiếng về, tôi về 2.000 chiếc và tôi lên giường tôi tập 12 động tác chân tay mặt mũi xoa bóp nữa. Thì bây giờ người tôi khỏe mà đường huyết của tôi rất là ổn định. Thì tôi đi khám ở viện thì ra không còn máu mỡ cao nữa, mà đường huyệt của tôi bây giờ chỉ xuống có 5,7. Cho nên tôi mong những người tiểu đường tìm đến cái sản phẩm hạ khang đường này để uống cho nó tốt sức khỏe và cái đường huyết của mình nó ổn định.